Đang dùng XS Max thì có nên đổi qua iPhone 11 Pro hay là S21 Mỹ không anh em? Mình thích điện thoại nhỏ gọn chứ to quá cầm khó chịu. Anh em nào dùng một trong hai con này rồi thì cho phép mình xin đánh giá về pin có ngon hơn XS Max không? Và cam của con S21 có ngon hơn XS Max hay không? Phải nói rằng đây là một anh em nữa lại thiên về kỹ năng thay vì là kích thước. Vì thế nên trong video ngày hôm nay mình sẽ làm rõ cho tất cả các bạn vấn đề này. Rồi, nói về những chiếc flagship cũ với mức giá từ 15 đến 16 triệu mà muốn nhỏ gọn ấy thì phân vân giữa S21 và iPhone 11 Pro cũng khá là hợp lý đấy. Này, nếu như các bạn yêu thích những chiếc iPhone thì mình sẽ để ngay ở đường link xuống phía bên dưới dẫn thẳng đến chuỗi hệ thống cửa hàng của Di Động Việt. Các bạn có thể tham khảo giá bán iPhone 11 Pro ở đây, giá bán rất tốt luôn. Chủ yếu bây giờ chỉ còn hàng cũ thôi bởi vì iPhone 11 Pro đã bán hết chính hãng từ lâu rồi. Và các bạn đừng quên, nếu như các bạn là thành viên của Vật Vờ Studio, các bạn sẽ được giảm giá trực tiếp 100k trên mỗi hóa đơn. Còn với Samsung Galaxy S21 bản Mỹ thì hơi khoai này, bởi vì chúng ta chỉ có thể mua được hàng sách tay thôi, mà mua cũng khá là rủi ro, nên là các bạn phải cân nhắc thật kỹ. Có một cái tâm lý chung của tất cả người dùng, đó là trước đây khi mà chúng ta muốn một cái điện thoại mà có pin trâu ấy, thì thường là sẽ chọn những điện thoại rất là to, ví dụ như là 7 Plus này, 8 Plus hay là iPhone XS Max. Thế nhưng đến tầm iPhone 11 Pro thì Apple đã làm cho người dùng cực kỳ hài lòng khi mà kích thước màn hình của nó chỉ là 5,8 inch thôi, nhưng nó vẫn sở hữu cho mình một viên pin lên đến 3046 mAh. Trải nghiệm thực tế thì mình thấy cùng một nhu cầu thì on screen không có quá nhiều điều khác biệt, đều khoảng hơn 6 giờ on screen với nhu cầu của mình. Và nếu có đổi qua 11 Pro thì không cần phải lo lắng về pin. Còn riêng với Samsung Galaxy S21 thì viên pin của nó lên đến 4000 mAh, thậm chí nó còn ấn tượng hơn 11 Pro và cả XS Max một chút. Tóm cái váy lại, nói về thời lượng pin thì nếu như iPhone XS Max đã đáp ứng cho các bạn đủ nhu cầu rồi thì các bạn không cần phải quá lo khi đổi sang Samsung Galaxy S21 hay là iPhone 11 Pro nữa. Điểm thứ hai mà bạn Quốc Việt cũng như là rất nhiều bạn băn khoăn đó là về camera, thì iPhone 11 Pro chắc chắn là nhỉnh hơn so với chiếc Samsung Galaxy S21 này. Cơ bản là vì iPhone 11 Pro có một cái camera góc siêu rộng, khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng thì ok hơn. Còn với chiếc Samsung Galaxy S21 này thì nó sẽ nổi bật với camera có khả năng zoom tới 30x. Nếu như mà các bạn muốn vọc vạch nhiều tính năng thì riêng cái khoản này Samsung sẽ ăn đứt iPhone. Trong điều kiện đầy đủ sáng thì iPhone hay Samsung đều cho ra chất lượng hình ảnh rất là tốt, giải nhạy sáng rộng, HDR hoạt động hiệu quả và đem lại khả năng cân bằng vùng sáng tối đều rất là tốt. iPhone thì như các bạn biết rồi sẽ mang lại màu sắc thiên hướng thực tế, còn S21 thì thường nó sẽ nịnh mắt hơn. Ra người chụp trong điều kiện này thì nhiều trường hợp iPhone sẽ cho cái mức da là hơi vàng hơn một tí so với thực tế, còn S21 thì sẽ thể hiện ra người lên rất là tốt, trắng trẻo xinh xắn hơn và các bạn hoàn toàn có thể up trực tiếp lên mạng xã hội. Trong điều kiện đầy đủ sáng thì mình thấy rằng iPhone sẽ giữ lại được màu sắc và chi tiết tốt hơn. Đặc biệt như trong tấm hình này thì màu đỏ của S21 hơi bị nhạt đi rồi. Cả hai máy đều có chế độ chụp đêm, nếu off đi thì iPhone vẫn thể hiện được chi tiết tốt. Khi bật chế độ chụp đêm lên thì ảnh trên S21 có sáng hơn. S21 thì da mịn, màu sắc lên trông nịnh mắt hơn so với iPhone 11 Pro. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói qua một chút về khả năng thu âm cũng như là quay phim. Thì mình sẽ để đây để anh em so sánh xem thích ở mẫu máy nào hơn. No. Đấm trộm rồi, thích không? No. Đây là châu ngồi Khôi Ngọng các bạn ạ. Đây là cái bàn người ta gọi là minimalist. Nhưng mà đây là cách mà Khôi Ngọng chu mọ lên và cách nó bày bừa đồ ra đây. Xin chào anh em và chào mừng em đã quay trở lại kênh Khôi Ngọng. Nói lại đây. Xin chào anh em và chào mừng em quay trở lại với Vật Vờ Studio. Ngoài hai yếu tố trên thì chúng ta sẽ bắt đầu thử so sánh với các yếu tố còn lại nhé. Đầu tiên là mình sẽ nói về màn hình đi. Chất lượng màn hình OLED của những chiếc flagship thế này thì không cần phải là một điều chúng ta quá là băn khoăn nữa. Đều có khả năng hiển thị rất là tốt, độ sáng cao, HDR tiêu chuẩn các kiểu. Tuy nhiên là S21 sẽ có một điểm lợi thế hơn, đó là nó được trang bị một màn hình có tần số quét lên đến là 120Hz, giúp cho các bạn có những trải nghiệm như là lướt web này, rồi là lướt TikTok, Facebook nó rất là mượt mà. Và đặc biệt là cả những tựa game nào mà hỗ trợ màn hình 120Hz này thì quá là tuyệt vời. Về hiệu năng thì chúng ta không phải bàn. iPhone 11 Pro với con chip Apple A13 thì chắc chắn là vẫn dùng ngon, chiến game mượt ở trong tầm giá này. Còn với Samsung Galaxy S21 bản Mỹ chạy chip Snapdragon 888 thì thôi, nó chạy như một cơn gió vậy các bạn ạ. Chúng ta không cần phải nói quá nhiều về cái hiệu năng mạnh mẽ này nữa. Có rất nhiều video mình đã nói về khả năng chơi game trên con chip này rồi. Nếu như các bạn thắc mắc thì các bạn có thể xem lại. Đấy. Nếu như anh em dùng iPhone mà vẫn muốn có những thứ quen thuộc, dễ sử dụng và muốn nâng cấp lâu dài của iOS thì chuyển sang iPhone 11 Pro là quá hợp lý rồi. Trải nghiệm màn hình của nó sẽ nhỏ hơn thôi chứ các tính năng thì không khác gì cả.
Trong khi đó, với Samsung Galaxy S21 và hệ điều hành Android thì sẽ có nhiều tùy biến. Anh em có thể vọc vạch này, rồi là thay đổi điện thoại của mình tùy theo ý thích của anh em. Bản thân mình nghĩ rằng là với iOS hay là Android thì nó vẫn mang lại những cái trải nghiệm thú vị riêng biệt, và cái này thì tùy vào sự lựa chọn của mỗi người thôi nhé. Có một điểm cộng trong tình hình dịch bệnh nó leo thang như hiện nay, đó là Samsung Galaxy S21 sẽ có vân tay trong màn hình, các bạn mở ra sẽ rất là tiện. Trong khi đó iPhone 11 Pro với Face ID thì nó sẽ rất là tiện dụng trong trường hợp các bạn không đeo khẩu trang. Còn nếu như mà đeo thì mình vẫn đánh giá cao cái khả năng mở khóa trên chiếc S21 này hơn. Nói qua một chút về kích thước nhỏ gọn thì 11 Pro hay là S21 đều có thể đáp ứng được rất là tốt cho các bạn. Thế nhưng chọn một chiếc máy trông đẹp, tranh xả thì chắc chắn là phải chọn iPhone rồi. Đấy, khung viền bằng thép này, mặt lưng làm bằng kính nhám mờ. Còn S21 nói gì thì nói, hoàn thiện ngon đến đâu thì ngon, nhưng mà viền của nó vẫn là viền nhôm và mặt lưng nhựa. Mình thấy là cảm giác cầm nắm trên hai chiếc máy này vẫn rất là tốt, bởi vì nó đều nhỏ gọn như nhau, không hề bị cấn một tí nào, vì tất cả các cạnh này đều được nhà sản xuất họ bo tròn vào rồi. Nếu như trong suốt những phút vừa qua mình nói đến líu cả lưỡi mà anh em vẫn phân vân không biết nên chọn S21 hay là iPhone 11 Pro thì mình xin tóm gọn lại như sau. Nếu như anh em thích những cái trải nghiệm nó thân thuộc thì sẽ chọn iPhone 11 Pro. Còn S21 sẽ mang đến cho các bạn nhiều tính năng thú vị với hệ điều hành Android của nó. Vậy thì anh em nghĩ sao về hai mẫu máy này? Anh em sẽ chọn mẫu máy nào? Hãy comment xuống phía bên dưới để cho chúng mình được biết, cũng như là tư vấn cho bạn Quốc Việt luôn. Đừng quên kiểm tra ngay cái link ở phía dưới phần mô tả để tham khảo giá bán ngay tại Di Động Việt với iPhone 11 Pro. Và các bạn hãy đọc pass Vật Vờ Suo để đấy là anh Khôi đọc thế. Còn các bạn thì các bạn hãy đọc pass là thành viên của Vật Vờ Studio để được giảm ngay 100.000. Nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc nào về bất kỳ mẫu máy nào hay bất kỳ một cái vấn đề gì đó mà các bạn thắc mắc thì các bạn hãy comment xuống phía bên dưới hoặc là có thể hỏi đáp trong group của Vật Vờ Suo nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chính thức phải chào tạm biệt nhau thôi. Mình là MC Rương thân thiết của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nóng quá.